Ôi dồi ôi, cái đầu này mà đút thì... Đút thì sướng đấy. Cái này sướng thì không biết là bao nhiêu thì hết sướng đấy. Cái này gọi là cái súng nha. Các cháu không được liên tưởng vớ vẩn đâu đấy. Cái này người ta gọi là gì? Ê! Quý ơi! À, à biết rồi. Quý ơi, cái này là cái gì thần công nhỉ? À, thần công dạy dịch. Cái này là quý ơi, thần công dạy dịch. Đây là hai hòn bi ve. Đấy. Cái này là chỉ dành cho phụ nữ thôi, không đàn ông không được dùng. Đàn ông dùng thì là sung sức quá thì không chịu được. Thần công dạy dịch đấy. Cái này là cái gì đấy anh? Súng 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 của cái gì đấy? Súng của phụ nữ đấy. Ở đây thường thường người ta gọi là súng của giấy ngựa à? Không phải đâu, cái súng này này người ta gọi tên khoa học là cái đồ quẩy đấy. Cái này là cái đồ quẩy à? Đồ quẩy đấy. Người đầu bếp nhà nhà hàng TV anh chỉ biết món thần công dạy dược nữa các bạn. Đi tí đi. Cái này chỉ dùng nguyên nòng thôi, không dùng vỏ biết gì cả. Nòng rồi nguyên nòng đúng không? Thần công dạy dược. Ôi! Có gì? Đúng không? Đúng không? Dưới đất này bạn ơi. Đây là năm đúng chút. Đây là đây hai quả trứng đúng không? Trứng đấy. Nó cay mét đấy nhỉ. Ăn thử, ăn thử.